Tử vi tuổi Bính Tuất sinh năm 1946, nữ mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ùn ùn kéo đến, giàu nhanh như vũ bão. Vâng, xin mến chào quý vị khán thính giả. Các bạn đang cùng đến với kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý gia chủ tuổi Bính Tuất nữ mạng thân mến, chắc hẳn quý vị đang rất tò mò về vận trình của mình trong năm mới 2022 Nhâm Dần, đúng không ạ? Năm 2022 là một năm cực kỳ tốt đối với gia chủ tuổi Bính Tuất nữ mạng, được tam hợp cục với Thái Tuế, nên trong năm nay về mọi phương diện của quý vị đều được thuận buồm xuôi gió. Một tin có thể nói rằng là cực kỳ tốt phải không ạ? Xin chúc mừng quý vị nhé! Thưa quý vị, trong khoảng thời gian trước thì gia chủ tuổi Bính Tuất có nhiều khó khăn vất vả trong cuộc sống. Và những năm nay thì lại khác, sẽ gặp được nhiều may mắn và có được nhiều cơ hội tốt đẹp về công danh sự nghiệp có thể lên cao ở độ tuổi này. Phần gia đạo lại cực kỳ tốt đẹp. Thành công của quý vị có được là nhờ nhiều vào sự giúp đỡ từ bạn bè, ít được giúp đỡ từ gia đình. Tóm lại, trong năm nay quý vị được quý nhân, bạn bè giúp đỡ nhiều và hơn nữa nhờ vào năng lực của bản thân, cho nên năm nay sẽ là một năm đại cát, đại lợi. Do ăn ở phước đức, hiền lành, làm nhiều điều thiện tích đức để lại cho con cháu về sau. Vâng, quá tuyệt vời phải không ạ? Và có lẽ là không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi luận giải về lá số tử vi của những người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Tổng quan tử vi tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 nữ mệnh trong năm Nhâm Dần 2022. Về sức khỏe, người tuổi Bính Tuất năm Nhâm Dần 2022 đã bước sang tuổi 77. Năm nay khá ổn định với người tuổi Bính Tuất, mặc dù sức khỏe cũng có dấu hiệu đi xuống nhưng không quá đáng lo. Tuy nhiên bản mệnh chỉ nên làm những việc vừa sức, không nên cố gắng quá sức kẻo gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Dù gặp vấn đề gì trong cuộc sống cũng không nên suy nghĩ lo lắng quá nhiều, tác động không tốt đến thần kinh. Hãy nghĩ thoáng hơn và luôn giữ một tinh thần lạc quan. Gia chủ nên đi khám bệnh định kỳ, theo dõi sức khỏe thường xuyên kết hợp với việc đi bộ và các bài tập thể dục phù hợp với độ tuổi để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh và tinh thần vui tươi. Phong thủy Gia Cát khuyên gia chủ, nếu có thời gian, hãy đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy. Mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946. Về tình cảm gia đạo, vào năm Nhâm Dần 2022, tam hợp với Thái Tuế nên gia đình gia chủ rất hòa thuận, tuy có một vài xích mích nhỏ nhưng không đáng kể. Con cháu ngoan ngoãn, tu trí làm ăn, nghe lời ông bà. Gia chủ là người chủ trong gia đình, cần phải sáng suốt trong cách xử trí mọi việc, tuổi cao nên đôi khi có hơi nóng nảy, con cháu nên thông cảm và tạo niềm vui nhiều hơn cho ông cha của mình. Gia chủ nên đem theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây, Phong thủy Gia Cát vừa chia sẻ với gia chủ về vận trình tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 nữ mệnh. Nhìn chung, ở độ tuổi của gia chủ, công việc hay tài lộc cũng không còn quan trọng nữa. Điều gia chủ cần quan tâm chú trọng đó chính là sức khỏe. Trong năm Nhâm Dần, gia chủ cần phải chú ý tuyệt đối cẩn thận khi di chuyển, chân tay dễ tổn thương, cần dĩ hòa vi quý các mối quan hệ, đặc biệt lắng nghe ý kiến từ con cháu, chăm sóc sức khỏe bản thân, vui vẻ tận hưởng tuổi già. Tổng quan vận mệnh tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 nữ mệnh trong năm 2022. Tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 có nạp âm là ốc thượng thổ, đất trên vách. Người này tuổi nhỏ cha mẹ nuôi nấng vất vả khó khăn. Người tuổi Bính Tuất sáng suốt thành thạo nghề nghiệp, nhờ vậy mà cuộc đời no đủ. Con người khéo léo, tính nết cẩn thận, chu đáo trong công việc. Vì vậy mà được mọi người quý trọng, tin yêu.
nữ mệnh Bính Tuất là những người sống vì gia đình, quan niệm rất bảo thủ, gây ra những khó khăn trong cuộc đời. Tuy vậy, người nữ này lại rất thu hút được những người khác phái bằng sự duyên dáng và tính cẩn thận nhanh nhẹn của mình. Trong gia đình nếu lỡ xảy ra hiềm khích, họ luôn là người đứng ra nhận lỗi và hòa hoãn để giữ lửa ấm cho con cái. Xét về vận hạn năm Nhâm Dần 2022, nữ mệnh Bính Tuất sinh năm 1946 gặp phải sao chiếu mệnh, sao thổ tú, vận hạn Diêm Vương, hạn tam tai. Năm 2022 Nhâm Dần, gia chủ Bính Tuất sinh năm 1946 không phạm tam tai, hạn hoang ốc, không phạm hoang ốc, kim lâu. Nữ mệnh 77 tuổi, không phạm kim lâu. Về địa chi, Tuất gặp Dần, nằm trong bộ tam hợp Dần Ngọ Tuất khởi sắc trên mọi phương diện. Xét về mối quan hệ thiên can Bính Dương Hỏa gặp Nhâm Dương Thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong năm nay, những gia chủ tuổi Bính Tuất sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận kẻo xảy ra tranh chấp cãi vã không cần thiết. Trong năm Nhâm Dần 2022, gia chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 nữ mạng cần phải chú ý tháng Giáp Thìn, tháng 3 âm lịch, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ tuổi Bính Tuất, không nên thực hiện những công việc quan trọng trong tháng này. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho nữ mệnh tuổi Bính Tuất sinh năm 1946. Trong năm 2022, gia chủ nữ mệnh Bính Tuất 77 tuổi, năm nay gặp sao thổ tú chiếu mệnh, hay gọi là thổ đức châu tinh quân. Đây là sao xấu đối với cả nam và nữ và gia trạch. Bởi sao thổ tú là sao xấu, chủ về tai nạn kiện tụng, người bị sao này chiếu nên đề phòng kẻ tiểu nhân gia đạo đưa đến bất an và buồn phiền. Người bị sao này chiếu mệnh thường kỵ vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Tuy nhiên, với những người mệnh thổ, cả nam và nữ thường rất hợp với sao này. Hóa giải, làm lễ cúng giải hạn sao thổ tú, đây là một tục lệ mang tính chất tâm linh và phổ biến. Hàng tháng vào lúc 15 giờ đến 17 giờ ngày 19 âm lịch, gia chủ hãy tiến hành làm lễ cúng dâng sao giải hạn. Bởi đây là thời điểm sao thổ tú đăng viên chiếu sáng nhất. Để thực hiện nghi lễ này, gia chủ cần phải chuẩn bị những vật phẩm cần thiết để lập bàn thờ cúng như hương hoa, tiền vàng, bài vị, phẩm oản, năm ngọn đèn, rồi quay mặt về hướng chính tây lại năm lại mà cầu xin trung ương mậu kỷ thổ tú tinh quân, để cầu xin ban sự an lành, may mắn, giảm hạn xấu, tăng tài lộc, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao Thái Dương là mặt trời chủ về nhiều điều tốt đẹp, sao thổ tú thuộc ngũ hành là thổ. Vì thế gia chủ nên dùng kim tiết, hãy đeo trang sức đá quý có màu trắng như thạch anh tóc trắng, kim cương và các đồ trang sức màu trắng khác. Gia chủ nữ mệnh sinh năm 1946, năm nay gặp hạn Diêm Vương. Theo những tài liệu cổ xưa để lại, thì hạn Diêm Vương được câu đúc trong hai câu thơ Lục Bát như sau. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lầm sản nạn chắc là mạng vong. Cứ theo ý tứ của hai câu thơ trên, ta chắc chắn cũng phần nào hiểu được hạn Diêm Vương là tốt hay xấu. Theo đó, hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ, đặc biệt là những người mang bầu, sinh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng, tình hình nặng nề, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều ghi chép khác về hạn Diêm Vương và biểu hiện của hạn Diêm Vương là gì, thì hạn này, ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề, thì những người bị đau yếu bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Nhìn chung, hạn Diêm Vương là hạn xấu đối với trường hợp người bệnh đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải niên hạn xấu này cần phải quan tâm và chăm sóc đến sức khỏe bản thân nhiều hơn. Với phụ nữ mang thai, trong suốt quá trình mang thai 9 tháng 10 ngày, hãy cẩn thận và chú ý đến chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. Đừng quá tập trung vào công việc, hãy dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc. Với người đau ốm bệnh tật, khi gặp hạn Diêm Vương, gia chủ nên chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần phải chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may dẫn đến cái chết. Sau đó, hãy trau dồi nhân phẩm và kiến thức nhằm phát triển đường công danh sự nghiệp của bản thân. Làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Luận tử vi nữ mệnh Bính Tuất sinh năm 1946 theo tháng âm lịch năm 2022. Tháng 1,
đón xuân đầu năm cùng gia đạo, gia chủ tuổi Bính Tuất nữ mạng di chuyển, đi lại chú ý xe cộ. Tháng 2, đây là tháng rất tốt cho việc mở rộng làm ăn của con cháu trong gia đình, sẽ thu được kết quả tốt về sau. Tháng 3, tiền bạc trong tháng 3 quý bạn có sự tiêu hao nhiều, chủ yếu tiêu hao vào việc chữa bệnh của gia chủ. Tháng 4, tháng này hòa khí trong gia đình kém, sắm sửa thêm nhiều đồ mới. Tháng 5, gia chủ có tin vui trong nội tộc họ hàng, người thân, có thể là hỷ tín cưới xin của người thân trong nhà. Tháng 6, trong tháng 6, người tuổi này nên chú ý các vấn đề liên quan đến sức khỏe, nhất là các bệnh về đau nhức xương khớp. Tháng 7, gia chủ khi đi ra ngoài cần phải chú ý di chuyển xe cộ cẩn trọng. Tháng 8, đây là tháng chủ về sức khỏe của quý bạn tuổi Bính Tuất không được tốt, bên cạnh đó cần phải lưu ý về việc mất mát tiền bạc hay của cải. Tháng 9, chú ý họa thị phi. Tháng 10, đi lại cần hết sức cẩn trọng, tai nạn bất ngờ. Tháng 11, nhờ được âm phù dương trợ trong tháng này, người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 được phù trợ, gặp hung hóa cát. Tháng 12, gia đạo của quý bạn trong tháng này không được tốt cho lắm. Phân tích xong, về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Bính Tuất sinh năm 1946, nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Và chắc hẳn là quý vị cũng đã biết rằng là mình cần phải làm gì cho năm mới, đúng không ạ? Và chúng tôi thì luôn mong rằng là quý vị sẽ luôn gặp nhiều may mắn, thành công hơn nữa trong cuộc sống. Thưa quý vị, còn bây giờ sẽ là thời lượng mà... Thưa quý vị, còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung lần sau.